Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm độ chế xe điện, xe máy xăng 2 bánh, 3 bánh và 4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ phụ tùng 24V 350W để làm xe điện 4 bánh cho trẻ em chơi, tải trọng 150 cho đến 250 kg. Với các loại đường kính bánh nhỏ, chọn bộ sản phẩm bao gồm một cái động cơ 24V 350W có giảm tốc, tốc độ đầu ra 330 vòng trên phút, một bộ nhông xích phù hợp, nhông sau 21 răng, một cái sạc đầy tự ngắt, một cái đồng hồ 24V báo điện. Đồng hồ tròn đang báo điện, nó sử dụng đèn led, khi nào mà hết điện thì nó sẽ giảm vạch dần đi. Một bộ điều khiển xịn 24V 350W. Đối với những cái dòng động cơ này thì các bạn cứ yên tâm là sử dụng với những cái dòng điều khiển đi theo thì nó đều là điều khiển chuẩn, cho nên là không cần phải mua điều khiển công suất cao hơn, chỉ cần mua đúng điều khiển của bên shop bán ra là được. Và một bộ tay đảo chiều loại to. Bộ sản phẩm này là tương đối đầy đủ. Chân ga thì các bạn có thể lựa chọn 3 loại chân ga. Bên shop đã giới thiệu 3 mẫu chân ga khác nhau, các bạn có thể tùy ý lựa chọn chân ga treo, chân ga sàn và một loại chân ga nhỏ nữa dành cho trẻ em hoặc là người lớn chơi đều được. Đây là bộ khóa điện bật tắt. Bộ khóa điện này có hai lớp. Lớp đầu là lớp điện. Nếu các bạn muốn dùng đèn chiếu sáng thì các bạn có thể đấu vào chân còn lại của cái ổ khóa. Sẽ bớt đi được một cái công tắc để bật đèn. Còn đây là tay đảo chiều. Tay đảo chiều này là tay đảo kiều dòng lớn. Rất là thoải mái sử dụng, nó có thể sử dụng cho những dòng xe cỡ lớn. Vì vậy các bạn có thể sử dụng thoải mái, không sợ hỏng. Một bộ sạc này thì nó gọi là sạc thông minh. Nó đầy thì nó tự ngắt. Trên cái sạc bao giờ cũng có hai cái bóng đèn. Một đèn báo nguồn và một đèn báo đầy và báo đang sạc. Khi nó đang sạc ấy, thì nó sẽ báo hai đèn đỏ. Còn khi nó ngắt, khi bình nó đã đủ điện thì nó sẽ báo một đèn xanh, một đèn đỏ. Lúc đấy là bình đã đầy và được ngắt. Bộ sạc này sẽ đi kèm theo một cái rắc để nối với ắc quy. Tiếp theo đến là một cái động cơ. Động cơ này là động cơ có giảm tốc, cho nên là nó rất khỏe. Động cơ này là động cơ có hộp số giảm tốc. Bánh răng của nó sử dụng bánh răng bằng sắt, rất là bền. Với một cái bộ như thế này có thể làm cho một cái xe cho trẻ chơi hoặc là người lớn chơi là rất thoải mái. Mà tải trọng thì trong một cái video trước mình đã có làm một cái xe sử dụng động cơ như thế này thì có thể 7-8 đứa trẻ con trèo lên là không vấn đề gì cả. Động cơ thì sử dụng cái nhông trên đầu động cơ là nhông 9 răng. Nó có thể thay thế bằng nhông 13 răng hoặc là nhông sen cam. Cái đó là tùy khách hàng. Còn nhông sau là mặc định là nhông 21 răng. Nhông lớn hơn thì hiện tại bên mình chỉ có nhông 21 răng thôi. Nó thích hợp sử dụng cho những cái dòng bánh xe từ 25-30 cm là rất phù hợp cho tải trọng tối ưu nhất. Còn đối với những dòng bánh to hơn thì các bạn phải thay bằng nhông lớn hơn một chút thì nó sẽ rất là khỏe. Chọn cái bộ sản phẩm này bên mình đang bán ra với cái giá là 1.420.000 đồng. Đây là động cơ 24V 350W.
Đây là video chạy thử. Rất là êm các bạn ạ. Muốn đảo chiều thì ta chỉ cần kéo cái cần này là xong thôi. Cần này thì nó có 3 chế độ: tiến, lùi và mo. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có video mới ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.